Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Vâng, thì hôm nay Gagana mới cập nhật phiên bản mới anh em ạ. Hôm nay ngày mới mình mới vào thì nhìn rất là mắt, rất là đẹp luôn. Hôm nay cập nhật phiên bản mới thì mình sẽ chơi một trận đấu tiếp tục cho các bạn xem nhé. Ok, không để các bạn nó chờ đợi lâu đấy. Mùa xuân anh em ạ, mùa giải mới rồi. Ok, bạc một. Bây giờ chắc là quay lại anh em ạ. Đấy, được cái tip anh em nhá. Mùa giải mới này, bọc 1 2 sao anh em nhá. Đó là quay lại với bọc 1 1 sao anh em ạ. Ok luôn anh em ơi. Ngồi luôn, ôi giời, Lavely anh em ạ, nhìn đẹp quá nhờ. Để của nó đó anh em ạ. Tiếp tục luôn, sẵn sàng anh em nhá. Tân Thành này, ok luôn. Rất là đẹp. Đấy, bọn thấy không? Một giải mới anh em nhá. Đẹp chưa, đẹp chưa? Rất là lạ mắt. Hôm nay mình sẽ chơi vị tướng khác nữa nào. Vị tướng nào nào? Mình xem lại xem những tướng nào mình đã chơi rồi, những tướng nào mình chưa chơi nhá. Chơi những vị tướng mới cho các bạn xem. 10 bạn sẵn sàng, ok luôn. Vậy là có 10 bạn sẵn sàng này. Để làm quả cờ rích nát đi rừng phát này. Của Rignard hay là Jeffy anh em. Của Rignard đi. Hôm nay mình sẽ đi rừng nha. Với con bài cờ Rignard này. Dùng combo pro này. Sẵn sàng rồi anh em. Chưa có bộ trang phục nào. Các bạn yêu quý mình thì các bạn tặng. Nếu mà tặng cho mình bộ trang phục thì mình cảm ơn các bạn nha. Đây là vị tướng mà biệt danh bọ cánh cứng rất là ghê đấy anh em ạ. Những chiêu thức bay cực kỳ ghê gớm luôn. À, vậy đã vào trong phòng chờ rồi. Tên mình có Krignard, Laurier, Kigwood, Lubu, Zoom nhá. Tên bạn có Alice, Roker, Lavely, Zuka, Vera. Ôi, tên bạn mạnh nè. Chiến rồi anh em ơi. Cố gắng mang về cho mình và đồng đội mỗi người một sao anh em ạ. Rồi, chiến nào anh em. Cộng chứ 1 luôn chứ còn gì nữa. Rồi ok luôn. Này lo điện thoại mình nó hơi nhỏ anh em ạ. Đó, bay đâu vậy? Lạc chuồng à? Các bạn nhìn thấy không? Bây giờ chỗ con bùa này có mấy cái biển báo này. Giao thông anh em ạ. Biển báo giao thông này. Biển báo gì ở đây? Cột mốc chống không được cái này đến cái cột mốc này là không được đi ra ngoài lề đường đấy anh em ạ. Vừa của nó đấy anh em nhỉ. Mạng nó là lát này. Cái thằng Zuka này. Cái thằng Zuka này, Zuka. Cái thằng Zuka là tốc biến anh em ạ. Zuka tốc biến, wow, trời ơi, tiếc thế. Chưa đủ đam ăn quả đấy nhá. Lùa được rồi đấy chứ, nhưng mà quả đấy một quả thì chưa ăn được có Zuka anh em ạ. Thôi giờ lại về. Điểm báo giao thông này. Trời ơi, đường đi bộ ghê đấy. Đi farm rừng tiếp mình nhá. Lao nhau cái thằng Zuka này, mày nhớ đấy anh. Mới có mình lè đầu, mới có dây đầu thôi mà dám đi cướp rừng anh em ạ. Quá lao. Thôi rồi, lại hút vào tường rồi. Hút vào tường rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ lên lè 4 rồi anh em. Buổi giải mới này, mới update nhìn là bắt mắt mọi người nhỉ. Xe xuống đây anh em ơi. Trời ơi, chín luôn cặp ADSB các bạn. Chín luôn cặp ADSB. Ôi, không được anh em. Không được anh em nhá, không được. Là vì mắt rát đây anh em ạ. Thằng Lavely bắn rát đây anh em ạ. Được của nó chưa anh em?
được của nó chưa anh em? Chiến ngay sợ cái gì đâu, múc nó anh em ạ. Nháo nháo với anh ạ. Cái bùa sạch ăn chưa anh em ạ? Ướp bùa đây anh em ạ. À, rô cơ anh em ạ. Rô cơ trừng trị cho cái anh em ạ. Ôi trời ơi, nó mạnh thế anh em. Ôi nó mạnh đấy, rô cơ mạnh đấy anh em ạ. Mình chủ quan quá, còn ít máu đi cướp rứng anh em ạ. Lao nhào thế nhỉ. Không sao anh em. Vậy là bên tem mình, mỗi mình là chết, người chết đầu tiên rồi. Được, 1-1-1 sợ. Đẹp quá. Ba số 1 luôn. Máy mình hơi chậm anh em nhá. Mặt lag sao anh em ạ? Lag ghê gớm luôn. Đấy, ui, nhấn cơ. Nhấn mà nó còn không thèm chạy cho đấy chứ đùa đâu. Không phải là nó chạy cho đâu anh em. Yuvaka này, Yuvaka bây giờ bạn chạy được không? Mình lên level 4 thì bạn có chạy vào mắt. Bút đi. Cái bùa ở đó anh em. Ok. À, cái thằng Joker này. Mày ăn quen ở Joker. Ăn quen với anh à? Ăn quen với anh à mày? Mày vừa tiến Joker lên sàn anh em ạ. Ăn quen. À, cái thằng Vera này. Thằng Vera này. Ôi trời ơi, trừng trị ngay anh em nhá. Được của nó chưa anh em? Mạnh chưa anh em, thấy mạnh chưa anh em? Cứ farm rừng vậy thôi. Đấy anh em, đây ăn bùa xanh anh em nhá. Địch nát là rất cần bùa xanh anh em ạ. Đây ăn bùa xanh luôn. Đấy, ok luôn. Phòng thủ luôn cho cái luôn nhé. Rồi, tên bạn này mất nạt lau riêu theo mình. Lau quá đấy. Đi đây. SB mà tao sợ. À, nó là một cái chiêu choáng anh em ạ. Được đấy. Ôi trời ơi, lắm choáng thế anh em. Ôi lắm choáng anh em. Choáng chưa bao giờ nhiều choáng như vậy anh em. Rồi cứ bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh thôi anh em ạ. Không được rồi, mình không được rồi. Rồi lau rồi. Lâu được, lắm choáng có anh em ạ, lắm choáng có anh em ơi. Đấy, lại choáng rồi. Lại choáng à mày. Lừa nó ăn như vậy anh em. À, bùa xanh ăn rồi anh em. Đi ăn rồng nhá. Rồng từ đấy giờ mình chưa ăn con rồng, ăn cây sơ nào nhá. Rồi, đi ăn rồng rồi. Quá mạnh. Bày ghê không? Cú cất cánh nghe đá tay không anh em? Quá mạnh rồi đấy anh em ạ. 7-1-1 nhá. Nào á, tên bạn là bắt nạt lau yêu theo mình à? Láo nháo hả mày? Đừng có láo với anh. Anh cho lên sàn đấy. Vậy ra ăn zoom theo mình rồi nha. Theo mình đang đẩy rất là ghê anh em ạ. Đẩy đường tốt nha. Vậy đây ăn cái sơ anh em ạ.
cơ sở này. Cơ sở này các bạn chấm hết luôn. Ôi trời ơi, đúng lúc nó tin hóa anh em. Đèn thế nhỉ. Không có gì đèn bằng lúc tin hóa này. Mày giữ luôn. Rồi, các bạn chuẩn bị chấm hết anh em. Các em bạn chuẩn bị chấm hết rồi đấy. Các em bạn chuẩn bị chấm hết rồi đấy anh em ạ. Trận đấu win sớm rồi. Trận đấu mùa giải mới này win sớm anh em ơi. Gồm cho mình gờ Alice, Alice này, Alice bạn ơi. Rồi chỉ một vô thôi anh em ạ. Một vô thôi. Một vô là kém tem bạn lên sàn ngay. Quá mạnh chứ. Đây anh em, đây anh em, Yuka, Yuka nhảy à. Theo các bạn có nên ăn cây sơn không anh em? Có này ăn cây sơn thì lại mạnh quá rồi, tôi không ăn đấy nhá. Cây sơn mạnh quá luôn anh em. Mạnh quá mức sự tưởng tượng luôn. Vera này, Vera này, máy mình kìa. Máy mình kìa. Lạc lạc anh em nhá. Không thì phải lên sàn sớm hơn. Nhấn mà nó không thèm chạy chiêu cho à, cái thằng Yuka này. Yuka này. Ôi giời, nhẹ thế. Đừng có đùa với anh. Và đấy nhát rất là mạnh đấy anh em ạ. Đây bạn còn một trụ thôi nhá. Còn một trụ ở đường mid này. Bây giờ lấy luôn. Ôi, cái thằng Zoom này mày ngu thế. Ô, cái thằng ngáo cần này. Cái thằng Zoom ngáo cần này. Thằng Zoom ngáo cần. Cần, cần anh em ơi. Ôi, trúng chóng, trúng chóng, trúng chóng. Chóng, chóng anh em ơi. Chóng anh em. Đây, Alice này, Alice này. Rocker đâu rồi. Rocker đâu rồi, Rocker ơi. Yuka ra chết à. Yuka ra chết à bà. Đâu cơ tên bạn đâu rồi. Win mất rồi anh em ạ. Chuẩn bị win rồi. Nào nào ra đây. Lovely. Lovely. Lovely này. Lên quả giáp hồi sinh. Lên quả giáp hồi sinh. Lên quả giáp hồi sinh. Trời ơi, máy mình gặp. Máy mình gặp. Chịu luôn. Đây, mình đang còn giáp hồi sinh mà anh ạ. Đang còn giáp hồi sinh. Đang còn giáp hồi sinh chết anh em. Nó giấm ngay anh em nhá. Cái thằng về ra cho ăn chú chóng rồi chết ngay. Ngoài thế anh em. Ăn luôn phân. Đấy, bây giờ bán giáp hồi sinh thì tính để mua lại anh em. Rồi, trận đấu ông chuẩn bị kết thúc rồi anh em nhá. Chuẩn bị kết thúc. Chuyển sang ván mới anh em ơi. GG sang ván mới này. Vera và Alice anh em. Vera chết rồi. Ôi, quả đây mà vẫn sống được anh em này. Rồi đây. Ô cái thằng Zoom này. Thằng này, thằng óc củ chuối này. Thằng Vera nó còn xíu xíu máu mà nó chạy ngang co không ăn được, không ngoan nó anh em. Zoom cho mình thả đây bạn. Các bạn chắc là đang giữ lan anh em ạ. Giữ lan giữa anh em. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, combo, combo, combo. Combo anh em ơi. Úi dồi ôi. Một mình định sâu cả 5 người nhưng mà không sâu đấy anh em ạ. Các bạn nhiều choáng quá. Được đấy, được đấy. Các bạn đang chơi được đấy anh em ạ. Trận đấu đang kéo dài được đấy. Chưa kết thúc được. Còn này kéo dài cái sơ rồi anh em. Được đấy, về ra này. Tao nhớ mày, đây về ra. Úi xổ ơi, về ra chạy. Về ra có chạy không? Ôi giời, nó dùng tốc chạy anh em ạ. Thằng về ra này nó dùng tốc chạy nha. Này. Đấy, là cặp ADFB đây mà này. Úi giời, nó choáng rồi. Nguy hiểm chứ đùa đâu.
Xíu anh em ơi. Giờ mình bắt lẻ đây anh em ạ. Vì cái thành phần này mà solo với mình thì bắt từng người một. Rồi, con này lên đây bắt cái thằng Vera này cũng được đây anh em ạ. Ủa, Vera nó chết rồi, không nhìn anh em nhá. Trêu đùa thêm bạn tí anh em ơi. Trêu đùa thêm bạn tí thôi. Thêm bạn mất hết tủ anh em nhá. Giờ đó kết thúc nhá. Rồi rồi anh em ơi. Rồi rồi. Máy mình nó chậm quá anh em. Rồi rồi anh em ơi. Úi dồi ôi kìa. Thằng AD thêm nó bây giờ mạnh nhá. Ở đây cho nó bây giờ mạnh thì cũng chết thôi. Chưa đi mày, chưa đi mày. Còn cái thằng Vera này nữa. Còn cái thằng Vera này anh em ạ. Đây đây đây, Vera. Đây Vera. Vera, Vera, Vera. Chuẩn bị cho cái này. Đấy, Vera bắt thằng Vera này, anh em. Nó bây giờ tem bạn bây giờ. Xem bạn bây giờ đang đỡ nhà không kịp anh em nhé. Đỡ nhà không được cái đùa đâu. Ôi Win anh em ơi. GG nhá. GG bắn mới anh em ạ. Trận đấu một cờ rách nhát. Kêu đùa em bạn luôn. Trong 84 vàng nha. Rất là nhiều vàng đấy. Đấu này ai sẽ được MVP mình đoán chắc là mình nha. Mình ăn quá nhiều mạng. Lên một sao anh em. Sao nha, một sao, một sao. 9 lần thần thánh này. Đấy, siêu thần MVP anh em nhá. Đó, video mình đến đây tạm dừng thôi. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye các bạn. Bye bye.